Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Đẹp TV. Các bạn hãy ấn nút đăng ký, bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thông tin về trường hợp có một YouTuber đăng tải video xung quanh những lỗi trên xe VinFast Lux A nhận được sự quan tâm lớn. Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan cao nhất, ngày hôm nay chúng tôi sẽ truyền tải đến các bạn nội dung một bài báo xung quanh sự việc đang gây được sự chú ý vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 2021, hãng tin uy tín hàng đầu thế giới Reuters đã có bài báo phản ánh về sự việc liên quan đến YouTuber Trần Văn Hoàng. Cụ thể, tờ Reuters đã viết: nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast đã trình báo một trong những khách hàng của mình với cảnh sát về những bình luận mà anh này đưa ra trên YouTube về chất lượng chiếc xe của mình. Trần Văn Hoàng, một YouTuber Việt Nam với 455.000 người theo dõi, đã đăng tải video về chiếc xe ô tô VinFast Lux A 2.0 của anh với nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của VinFast. Reuters cũng đã dẫn lời thông cáo từ phía VinFast cho biết: mặc dù anh Trần Văn Hoàng đã chủ động gỡ bỏ những video clip đó, nhưng chúng tôi đã lưu lại toàn bộ bằng chứng và đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Phía công an cũng đã nhận được đơn trình báo của chúng tôi và đã hứa hẹn thời gian làm việc với anh Hoàng. Theo hãng tin Reuters, thì vào tuần trước, VinFast, một công ty con của tập đoàn lớn bậc nhất Đông Nam Á, Vingroup, có kế hoạch ra mắt xe điện tại Mỹ vào đầu năm 2022. Theo Reuters, trong đoạn video hiện đã bị xóa, bản sao vẫn còn nhiều trên nhiều trang web hay các nền tảng mạng xã hội. Hoàng cho biết, anh rất tự hào khi sở hữu một chiếc xe ô tô VinFast và chỉ miễn cưỡng nêu ra các vấn đề liên quan đến chiếc xe này. Reuters cũng nhấn mạnh Vingroup được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, đang rất thành công ở mảng kinh doanh bất động sản, nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện và điện thoại thông minh. Trong một tuyên bố với Reuters, VinFast nhắc lại rằng họ có đủ căn cứ để chứng minh rằng đó không chỉ là một khiếu nại thông thường. Reuters cũng chỉ ra rằng VinFast đã có thông báo: đây là lần đầu tiên chúng tôi báo cáo với cơ quan chức năng để bảo vệ danh tiếng của mình và khách hàng. Nếu một sự cố tương tự xảy ra khi hoạt động tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật địa phương và để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên một hãng tin lớn của thế giới dành sự quan tâm đặc biệt tới hãng xe VinFast. Họ đưa tin khách quan, phản ánh đúng những gì đang xảy ra và quan trọng nhất là không bình luận thiên vị về bên nào. Thế nên lúc này, không chỉ độc giả của Reuters mà đông đảo khách hàng ở Việt Nam đang chờ những động thái tiếp theo sau khi VinFast gửi đơn tố cáo YouTuber Trần Văn Hoàng lên cơ quan công an xung quanh những video nói về VinFast của YouTuber này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5 vừa qua, trên fanpage của VinFast đã đăng tải nội dung như sau: VinFast không nhượng bộ trước hành vi gây hoang mang cho người dùng. Từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTuber GoGo TV, 455.000 người theo dõi, đã sản xuất và đăng tải clip có nội dung không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A 2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của VinFast. Hành vi sản xuất và lan truyền thông tin sai sự thật của ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV, đã gây thiệt hại về uy tín và vật chất cho thương hiệu VinFast, đồng thời gây bất an cho những khách hàng của hãng. Mặc dù ông Trần Văn Hoàng đã gỡ bỏ các clip trên, nhưng chúng tôi đã lưu đầy đủ bằng chứng và gửi cùng đơn tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc. Một lần nữa, VinFast khẳng định luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra, xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Nhưng chúng tôi cũng kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu và đặc biệt là gây lo lắng, hoang mang cho cộng đồng người dùng. Đây là cách để VinFast thể hiện sự tôn trọng và mong muốn bảo vệ quyền lợi tối thượng của những khách hàng chân chính. Được biết, kênh YouTube GoGo TV đăng tải clip nói trên về lỗi của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 màu trắng, biển số 66A13945 trên kênh GoGo TV xuất hiện trên YouTube từ ngày 20 tháng 6 năm 2018. Hiện có hơn 457.000 người đăng ký kênh và tổng lượt truy cập hơn 94 triệu. Kênh này đăng clip đặt cọc chiếc VinFast Lux A 2.0 vào ngày 1 tháng 1 2021 và clip nhận xe vào ngày 6 tháng 1 2021. Theo nhiều chủ xe đang sử dụng chiếc VinFast Lux A 2.0 thì một số lỗi trong đoạn video này được YouTuber đề cập là các tính năng của xe nhưng người dùng chưa biết cách sử dụng và cho rằng đó là lỗi. Video nói trên đã bị gỡ bỏ khỏi kênh GoGo TV. Tuy nhiên, hãng VinFast cho hay đã thu thập bằng chứng cần thiết.